La Thành là ông. Doanh Doanh, La Thành, mau dẫn Lưu Danh đi. Đi đi, La Thành cẩn thận đó. Chạy mau. Lời hai người nói đều là thật sao? Quyết không có nửa lời nói dối. Xin tướng quân minh xét. Đây không phải là Tả Phi Ca sao? Sao quân ấy là ở đây? Không lẽ đến tìm mình sao? Để ta suy nghĩ cho kỹ đã. Tướng quân, không có thời gian suy nghĩ nữa. Chuyện này liên quan trọng lớn, ta không thể không lo nghĩ. Phúc Soái là con rể của ta, Cao Hướng Thiện là xu gia của ta. Chuyện trong giang hồ, người trong triều đình như ta không tiện nhúng tay vào. Tướng quân, tôi làm nghĩa tử của Cao Hướng Thiện nhiều năm, tất cả hành vi của hắn tôi hiểu rõ nhất. Không lẽ ông còn muốn dung túng tất cả sao? Ông không sợ sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời của dân Yên sao? Nếu ông còn không xuất binh khống chế Cao Hướng Thiện, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ đại khai sát giới ở Trấn Quan Hỷ. Tới lúc đó thật sự khó mà thu dọn. Tướng quân, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Chúng ta vẫn phải tính kế lâu dài. Tướng quân, có phải giữa ông và Cao Hướng Thiện có ẩn tình gì khó nói, cho nên mới lo sợ và lo lắng như vậy? Không lẽ ông cũng giống như hắn, đều là người lòng dạ độc ác sao? Cô, tướng quân, lần này mạo nhiên đến đây cũng vì bất đắc dĩ, đã đắc tội nhiều, xin ông lượng thứ cho. Lời của hai người ta sẽ suy nghĩ lại. Đúng rồi, còn có Phúc Soái, xin ông chăm sóc thật tốt. Cao Hướng Thiện làm việc ác, ta tự biết phân biệt, sẽ không trút giận vào người của Phúc Soái. Đa tạ tướng quân. Người đâu? Dạ, mời sư gia qua đây. Dạ. Tả Phi, từ nhỏ cha tôi đã nuôi huynh, sao huynh có thể dông ân phụ nghĩa phản bội ông ấy chứ? Phủ Dân tướng quân này số cuộc là nơi nào? Không được, mình phải mau chóng nói cho cha biết. Lão gia, nào cẩn thận một chút. Lão gia, ông không thể như vậy. Ông như vậy kêu tôi làm sao sống đây? La Thành, vết thương của ông sao rồi? Mà uống nước đi, uống nước đi. Lão gia, cẩn thận đó. Cẩn thận đó, lão gia. Doanh Doanh, chúng ta phải mau chóng về Trấn Quan Hỷ. Trên đường quá nguy hiểm rồi, sát thủ tùy lúc có thể giết lại đây. Tôi, nhưng mà tôi không thể đi. Doanh Doanh, ông ấy cũng bệnh như vậy rồi, sao có thể chịu nổi chứ? Hay là cho ông ấy đi đoàn tụ với Ánh Trúc đại tỷ, cũng coi như kết liễu tâm nguyện của tôi. Tôi ở đây cũng là dư thừa, tôi rời khỏi sẽ tốt hơn. Doanh Doanh, cũng giờ phút này rồi, còn nói cái này làm gì? Mọi chuyện có tôi ở đây. Nào, chúng ta đi. Nào lão gia, cẩn thận, cẩn thận. Tiểu Ma Hoa, Tiểu Ma Hoa, Tiểu Ma Hoa, sao luôn muội cũng mặc kệ ta chứ? Quân làm gì vậy? Mới sáng sớm không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Bây giờ người trong phủ tướng quân đều biết lão gia nhà ta là một ác nhân, ta có gì đáng sợ chứ? Lão gia có lệnh không cho người của dân phủ có qua lại với huynh và Cao thiếu gia, muội có thể làm gì chứ?
Phải, thiếu gia là cô gia của Vũ tướng quân, nhất định được tiểu thơ bảo vệ. Tả phi thiếu gia cũng vạch rõ ranh giới với lão gia rồi. Chỉ còn lại một nô gia tôi, không có ai thua, không có ai yêu. Ta cũng không biết phải làm sao đây. Mụn nhọt à, huynh đừng khóc. Mụi đều biết hết rồi, mụi tin huynh. Mụi tin ta có ích gì? Không may lão gia nhà ta gặp chuyện, người đầu tiên chịu chết chính là ta. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ chỉ có một cách. Cái gì? Mau nói đi. 36 kế, chạy là thường sách. Bỏ trốn. Tiểu Ma Hoa, chúng ta không ai xa ai được. Mụi đi theo ta đi. Không được, mụi không thể rời khỏi tiểu thơ. Vậy mụi có thể rời khỏi ta sao? Tiểu Ma Hoa, sao cô còn ở đây nữa? Phu nhân đang đợi đó. Tôi sẽ tới ngay. Mau lên đó. Mụi phải đi làm việc rồi. Huynh tự chăm sóc tốt cho mình đi. Tiểu Ma Hoa, Tiểu Ma Hoa, mụn nhọt. Lão, lão gia, sao lại là ông? Lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc nãy không có, tôi không biết gì cả. Giữ một kẻ bất trung bên cạnh phúc soái, ta sẽ không đồng ý đâu. Lão gia, lão gia, tôi quyết không có hài lòng với thiếu gia. Vậy thì nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu gia bị một người tên là Lãnh Mai bắt đi, nhưng lão gia yên tâm, cậu ấy lại được Sở Nguyệt cô nương cứu về rồi. Sở Nguyệt? Không lẽ Sở Nguyệt cũng phản bội sư môn sao? Lãnh tử à, lãnh tử, lãnh gia các ngươi không có người thừa kế rồi. Nhưng mà lão gia, nhưng mà cái gì? Đầu của thiếu gia bị gia chạm rất mạnh, cậu ấy đã quên hết chuyện ở trấn Quan Hỷ rồi. Nói lại lần nữa, thiếu gia đã tạm thời mất đi một phần ký ức rồi. Tạm thời mất trí. Cao Hướng Thiện ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Lui xuống đi. Dạ lão gia. Lãnh Mai, không phải ngươi chết thì là ta chết. Lần trước không thể giết chết ngươi, lần này ta nhất định sẽ. Xem ra sư phụ của muội không có đến đây. Đây là nơi duy nhất mà sư phụ có thể dừng chân ở trấn Quan Hỷ. Ngoài chỗ này ra, bà ấy có thể đi đâu chứ? Nếu sư phụ muội có ý muốn thả đi phúc soái, những gì bà ấy làm đều là vì dụ Cao Hướng Thiện ra đây. Ánh mắt né tránh của dân trung thành, chậm trễ không chịu quyết định. Muội nghi ngờ giữa ông ấy và Cao Hướng Thiện có bí mật không thể cho ai biết. Tại sao huynh không chịu cho muội ép ông ấy xuất binh chứ? Vậy chỉ là lưỡng bại câu thương. Người bị thương đã đủ nhiều rồi, ta không muốn để dân yên và phúc soái bị cuốn vào đó. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình sư phụ muội thì không thể đối kháng với Cao Hướng Thiện. Trừ phi bà ấy, trừ phi bà ấy muốn chết chung với hắn. Trừ phi. Trước giờ muội chưa từng lo sợ, nhưng hôm nay muội thật sự rất sợ. Sở Nguyệt, cho dù kết cục thế nào, đã có ta gánh vác. Ta sẽ không để muội gặp chuyện gì đâu.
Sở Nguyệt, muội còn nhớ không? Chính ở trong căn nhà này, muội nói chúng ta đều sống dưới mái nhà của người khác, đều thân bất do kỷ. Nhưng bây giờ muội nhìn ta, ta cũng nhìn muội. Tả Phi, Sở Nguyệt, ta đã có lựa chọn rồi. Muội cũng không còn là chủ nhân của phòng này nữa. Giữa chúng ta đã không có bó buộc. Muội hãy dũng cảm đối diện với ta, đối diện với bản thân mình. Tả Phi, chúng ta thật sự còn có ngày mai sao? Chúng ta gặp nhau không đúng lúc. Muội mệt rồi, muội thật sự rất mệt. Coi như duyên phận mà ông trời cho chúng ta quá cạn. Chúng ta còn có thời gian một ngày, suy nghĩ cho kỹ. Không, Sở Nguyệt, muội phải tin ta. Ta mãi mãi cũng không. Mãi mãi. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Nói muội biết đi. Tả Phi, nói muội biết đi. Họ đều có thời gian, có thể sống bên nhau cả đời. Nhưng còn chúng ta? Chúng ta có không? Chúng ta tồn tại trong giây này, giây tiếp theo thì sẽ bị giết. Muội mệt rồi. Muội thật sự mệt rồi. Muội thật sự mệt rồi. Cho dù không có ngày mai thì sao? Thì dù giây kế tiếp chết đi không có đất dung thân thì sao? Thì dù dùng tuổi xuân giảm thọ 10 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Sở Nguyệt, hãy để ta bảo vệ muội. Gánh vác tất cả cho muội, được không? Muội có đáng không? Lần đầu tiên ta gặp muội thì ta đã biết chúng ta còn có tương lai. Chúng ta đi ngang qua nhau, ta của bây giờ không muốn bỏ lỡ muội nữa. Tả Phi, Sở Nguyệt, mụn nhọt để ta cho. Không, thiếu gia, tôi, người lui xuống đi. Dạ lão gia. Cha, đau 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 chết đi được. Đau chết đi được. Cha, rốt cuộc cha muốn nói với con chuyện quan trọng gì mà phải giấu mụn nhọt chứ? Phúc soái à, con phải nhớ, ở trên đời này chỉ có cha là người thân nhất của con. Những người khác không thể không có lòng đề phòng. Nhưng mà phủ tướng quân này rốt cuộc là một nơi thế nào? Tại sao con phải ở lại đây? Con nên ở lại đây vì bây giờ bên ngoài rất loạn, còn dân phủ là một nơi an toàn nhất trong trấn Quan Hỷ. Đợi tới lúc thích đáng, cha mới đón con đi. Nhưng mà tất cả người ở đây đều nói con là con rể của dân phủ.
là con rể cũng được, không phải con rể cũng được, cái này không quan trọng. Quan trọng nhất là Cao gia chúng ta có thể quang tông diệu tổ. Cha, cha nói vậy là có ý gì? Được rồi, được rồi. Soái Nhi, nỗi khổ tâm của cha sau này con sẽ hiểu. Cha, con nhớ ra rồi. Mấy ngày trước con vô ý nghe được Tả Phi muốn liên hợp với dân Trung Thanh đối phó với cha đó. May là dân Trung Thanh đó không có lập tức đồng ý. Cha đoán dân Trung Thanh này cũng không dám mạo hiểm làm kẻ địch với cha. Nhưng mà cái con không hiểu là sao hắn lại nói cha như vậy. Cha, cái họ nói có phải thật không? Dĩ nhiên không phải. Bao nhiêu năm nay con nên hiểu con người của cha nhất. Nhưng mà họ nói không có nhân mạng gì hết. Soái Nhi, con thật sự không nhớ chuyện con bị bắt cóc sao? Bắt cóc? Ai bắt cóc con? Cha, cha nói gì vậy? Sao cha cũng giống như họ, đều nói những lời mà con không thể hiểu nổi. Con bị bắt cóc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Con hoàn toàn không nhớ gì cả. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha, Soái Nhi, mãi mãi quên hết đi. Cha sẽ cho con một cuộc sống mới. Cha, Ánh Trúc tỷ, tỷ đừng lo. Lão là võ công cao cường, không sao đâu mà. Nhưng mà ông ấy đi lâu như vậy cũng nên trở về rồi. Cẩn thận đó, người đâu? Từ từ thôi. Có ai không? Từ từ. Lão La, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi chuẩn bị một căn phòng. Được. Cặp đệ Tam Lục, mau đi mời đại phu. Được. Nào, ngồi xuống. Đại phu, đại phu, ông mau xem cho ông ấy đi. Vết thương của ông ấy có sao không? Đại phu, tôi không sao. Thiên Tiêu, bà đừng la lối ôm sờm quấy rầy đại phu nữa. Nếu bà rảnh rỗi thì giúp đỡ Doanh Doanh chăm sóc Lưu đại ca đi. Doanh Doanh, Doanh Doanh, gọi thân thiết vậy làm gì? Bà đừng gây sự vô lý nữa. Chỗ này có bệnh nhân. Không sao, các người ra ngoài đi. Thật là quấy rầy các người. Chỗ này có tôi chăm sóc thì được rồi. Xem, bà ấy không cần chúng ta. Trên đường đi bà cũng vất vả rồi, tôi sợ bà chịu không nổi. Đại phu, số cuộc ra sao rồi? Các người không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Đại phu, làm phiền ông kê thêm mấy thang thuốc bổ cho Thượng Hạo. Được.
Anh Trúc tỷ, sao tỷ không vào đây? Nè, cảm ơn nha. Cảm ơn đại phu. Đừng khách sáo. Đại phu, đi thông thả. Lưu phu nhân, tôi muốn hỏi bà, bà đến Trấn Quan Hỷ chúng tôi có chuyện gì sao? Có thể tiết lộ với tôi không? Trong nhà đột nhiên có biến, vì bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào lão gia nhà tôi đến đây. Xin bà bao hàm cho. Tôi có bao hàm hay không cũng vô dụng, nhưng mà phải xem ánh trúc tỷ của chúng ta có đồng ý hay không. Lão la thú này cũng đã mở miệng rồi, có đúng không? Tôi có thể làm sao? Xem ra bà rất quan tâm lão la. Tôi thấy lão la vẫn là quan tâm bà hơn. Bao nhiêu năm nay, may là có lão la giúp tôi. Ông ấy thật là một người tốt. Tôi không cần bà bận tâm. Tào Thiên Tiêu tôi có mắt, biết phân biệt tốt xấu. Bên cạnh La Thành, luôn không có người nào có thể nói lời trong lòng. Có bà ở bên cạnh ông ấy, có thể chăm sóc trước sau, cũng là phúc của ông ấy. Bà nói gì vậy? Tào Thiên Tiêu tôi sẽ để ý đến lão già đó sao? Tôi nhìn ra được tình cảm mà La Thành dành cho bà. Tôi hy vọng hai người tốt. Đây là lời nói thật lòng của tôi. Mẹ, mẹ đâu còn như vậy? Nếu người đã đến rồi, có những chuyện nói rõ tốt hơn. Anh Trúc đại nương, người đừng buồn nữa. Con có ước gì cứ nói với Lôi Cập Đệ. Ai dám ăn hiếp người, con sẽ trả thù giùm người. Con à, không có ai ăn hiếp ta cả. Ta cũng không có buồn. Thấy con và Tam Lục hòa hảo, cái gì cũng đáng cả. Anh Trúc đại nương, xem người nói kìa, con thật là ngại quá. Cặp đệ à, con khuyên Tam Lục giùm ta đi. Ân oán của ta và Lưu Danh đã qua rồi. Dù sao nó cũng là người của Lưu gia. Mẹ, con biết rồi. Mẹ nói cái gì con cũng nghe theo mẹ, được không? Người trong căn phòng đó là cha ruột của huynh, là người mà mẹ huynh mong nhớ cả đời. Gần ngay trước mắt, huynh cũng không dám gặp mặt sao? Cặp đệ, muội không hiểu, sao có thể nói như vậy? Hiểu hay không hiểu không quan trọng, nhưng mà muội không có mấy tật xấu gì đó của người có học vấn như các người. Mặt muội có quan trọng vậy sao? Muội không hiểu đâu. Phải, muội không hiểu. Nhưng mà đứa nhỏ không có cha như muội, hy vọng có thể gặp mặt cha biết mấy, thì dù chỉ nhìn một chút, hay là nhìn ông ấy từ đằng xa, vậy thì tốt quá rồi. Huynh có biết không? Có thể gọi một tiếng cha, có thể gọi một tiếng mẹ, đó là một chuyện hạnh phúc biết mấy. Huynh hiểu không? Chuyện này đừng đánh rắn động cỏ trước. Chúng ta tính kế lâu dài, suy nghĩ kỹ rồi mới ra tay. Thời gian gần đây, trong ngoài phủ đều phải canh phòng nghiêm ngặt.
đề phòng người lạ ra vào. Dạ. Cao Hướng Thiện. Sao hả? Dân quân nhìn tôi thấy ngạc nhiên lắm hả? Cao Huynh nói đùa rồi. Dân Mẫu viết thư mời Huynh đến đây, có gì ngạc nhiên chứ? Lâu quá không gặp. Dân tướng quân thật là vẫn như ngày nào. Huynh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Giữa tôi và Huynh không cần phải vòng vo. Dĩ nhiên rồi, giữa tôi và Huynh đã có giao tình 20 năm. Mấy lễ tiết này nên miễn đi. Huynh không cần nhắc nhở tôi. Tôi biết Huynh có ý gì. Người sảng khoái. Cao Hướng Thiện tôi rất thích làm bạn với người như dân đại tướng quân. Nếu Huynh nhận được thư của tôi, chắc cũng biết lão nương bắt cóc lệnh lan họ Lãnh. Cao Huynh, có phải nên có giải thích gì với tôi không? Con tôi được Huynh chăm sóc, ở lại trong phủ, tôi rất cảm kích. Còn về chuyện giải thích, Cao Hướng Thiện tôi trước giờ không biết hai chữ giải thích có ý nghĩa gì. Huynh, Huynh đừng hiếp người quá đáng. Hiếp người quá đáng thì sao hả? Không lẽ Huynh muốn hủy đi hôn ước, làm kẻ địch với tôi sao? Huynh dám không? Tiểu thơ, không được vào. Tiểu thơ, tiểu thơ à? Sư gia, tôi muốn gặp cha tôi. Tại sao ông cản tôi chứ? Tiểu thơ, tướng quân đang bàn chuyện quan trọng với người ta. Hay là cô về trước đi. Tiểu thơ, lát nữa chúng ta hãy đến tìm tướng quân. Hay là chúng ta về trước đi. Đúng vậy, không được. Có phải ông đã ra chủ ý xấu gì cho cha tôi không? Tiểu thơ, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một sư gia, sao dám chi phối quyết định của tướng quân chứ? Vậy ông nói, tại sao cha tôi hạ lệnh không cho tôi gặp Phúc Soái? Quyết định của tướng quân, chúng tôi làm hạ nhân chỉ biết làm theo. Tiểu thơ, chúng ta về trước đi. Trở về mới nghĩ cách nữa. Không được, tôi phải vào trong. Tiểu thơ, đừng làm khó người làm hạ nhân như tôi mà. Tiểu thơ, chuyện gặp thiếu gia tôi sẽ sắp xếp giùm cô. Cô về trước đi. Tiểu thơ, sư gia đã nói vậy rồi. Hay là chúng ta về đợi tin đi, được không? Dân đại tướng quân, có phải Huynh nên giải thích tại sao hạn chế hành động của con tôi không? Tôi là nghĩ cho Phúc Soái. Huynh còn dám chất vấn tôi sao? Vậy tôi còn phải cảm ơn dân đại tướng quân. Nghĩ đến ân tình của chúng ta. Được rồi, Cao Hướng Thiện. Bây giờ tôi hỏi Huynh, số cuộc Huynh là ai? Sao hả? Tả Phi và Sở Nguyệt không có nói với Huynh sao? Đông Phương Bất Hối chính là tôi. Cao Hướng Thiện, ta thật là bị mù rồi. Mới kết bái huynh đệ với ông. Huynh đệ, nếu không phải ta đỡ một kiếp cho ông, ông còn nhận người huynh đệ này sao? Ông còn sẽ tâm sáng như trăng, không có hổ thẹn với ai sao? Ông, nếu ông không sợ không giữ được mũ ô sa của ông, Cao Hướng Thiện ta cũng không sợ phá nát nhà của ta. Ông dám uy hiếp ta? Uy hiếp ông thì sao hả? Ta nói Dương Huynh, chuyện của năm đó ta có thể giấu ở trong lòng. Chúng ta có quan hệ bao nhiêu năm nay, lại kết bái tần tấn, sao ông lại nghe người khác nói chứ? Nếu ông vẫn là ông của năm đó, sao tôi lại muốn cắt bào đoạn nghĩa với ông? Ông đừng quên, năm đó nếu không phải tôi trừ đi Sở đại tướng quân giùm ông, ông có thể có địa vị và vinh quang của ngày hôm nay sao? Lúc đầu
Ta chỉ kêu ông ngăn cản Sở tướng quân vào kinh, chứ không biết ông sẽ hạ độc thủ. Sao hả? Bây giờ ông mới biết hối hận à? Được rồi, chuyện của quá khứ đừng nhắc tới nữa. Ta lập được chiến công hiển hách, hoàng đế cũng kính ta ba phần, đâu thể nghe ông ở đây nói nhảm. Dân đại tướng quân, trong triều có không ít người bất mãn với ông. Nếu ta liên hiệp với họ thượng tấu, hoàng thượng sẽ không tin ông nữa đâu. Ông nuôi dưỡng con gái thứ hai của Sở đại tướng quân, Dân Yên, cũng phải tính kế lâu dài. Sao ông lại biết? Ông đừng hỏi ta làm sao biết. Ông chỉ cần nhớ kỹ nên làm thế nào. Ta thu nhận Dân Yên chính là vì muốn bù đắp lỗi lầm của năm đó. Sai lầm tạo thành hận thiên cổ. Không ngờ cuối cùng dân trung thanh ta lại bại ở trong tay ông. Ông nghe đây, chỉ cần ông làm theo lời ta nói, ta có thể không biết gì cả. Ông muốn ta làm sao? Thứ nhất, ân oán của ta và Lãnh Mai, còn có những thị phi của Tủ Trang Lưu Gia, ta tự biết giải quyết. Ông không được liên hợp với Tả Phi xuất binh can thiệp. Được, ta hứa với ông. Thứ hai, sau khi chuyện thành, lập tức cho Dân Yên và Phúc Soái thành thân, kêu Thánh Thượng gia quan tấn tước cho con trai ta. Ta cũng muốn thăng làm hoàng thân quốc thích, ngang bằng địa vị với ông. Cái này thứ không thể tuân lệnh. Phong hiệu của hoàng thượng chính là ban thưởng, ta đâu thể làm chủ được chứ. Nếu ông không làm chủ được, vậy thì để Cao Hướng Thiện ta làm chủ giùm ông. Năm đó ta có thể khiến ông bay lên mây xanh, hôm nay ta cũng có thể bắt ông mất đi tất cả. Ánh Trúc đại tỷ, Ánh Trúc đại tỷ, đợi đã, có thể nghe tôi nói một câu không? Lưu phu nhân, mời ngồi. Chỉ là nơi cũ nát này không thể sánh với đại tủ trang của Lưu gia. Cô đừng nói vậy, như vậy sẽ khiến tôi hổ thẹn rây rứt. Sao hả? Bà không phải là Lưu phu nhân sao? Đúng rồi, Lưu phu nhân thật sự đang ở đây mà. Cặp đệ, tôi và bà không có gì đáng giải thích cả. Tôi biết hết rồi. Ánh Trúc đại tỷ, tôi đến để tạ tội với tỷ. Bà mau đứng lên đi, cần gì phải khổ sở như vậy. Cặp đệ, chúng ta đi thôi. Nếu bà ấy ăn hiếp mẹ của huynh thì sao đây? Yên tâm đi, không đâu. Đi. Ánh Trúc đại tỷ, ông trời đã trừng phạt tôi rồi, đã dẫn đi đứa con mà tôi yêu thương. Tỷ có thể tha thứ cho người mẹ không có con này không? Mau đứng lên đi. Chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi, đừng nói nữa. Lưu danh là của tỷ, tôi bá chiếm nhiều năm như vậy, tôi nên trả cho tỷ rồi. Ánh Trúc đại tỷ,
Đây là thư mà năm đó tỷ viết cho Lưu Danh. Nhưng mà tôi lại chặn nó lại, lén lút cất giữ. Cho nên Lưu Danh không biết tỷ có mang cốt nhục của ông ấy. Càng không biết tỷ đã cho con của ông ấy cả đời của mình. Ánh Trúc đại tỷ, tôi là một tội nhân. Tôi không nên. Tôi không nên đến Trấn Quan Hỷ này. Tôi chỉ có trả lão gia lại cho tỷ mới có thể khiến cả nhà ba người của các người đoàn viên. Ánh Trúc đại tỷ, xin lỗi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Đi. Hữu Dực, Sở Nguyệt, Hữu Dực, huynh hẹn tôi tới đây, số cuộc muốn làm gì? Là ta hẹn ngươi tới đây. Là ông Hữu Dực. Nếu không phải Sở Nguyệt khuyên tôi sẽ không đến gặp huynh. Không ngờ huynh còn lợi dụng tôi. Tạ Phi, Ta không có. Đệ phải tin ta. Huynh câm miệng cho tôi. Huynh đệ trở mặt thành thù. Vở kịch này ta rất thích xem. Tiếp tục đi. Cao Hướng Thiện, nhất định là tên ác tặc này cố ý lợi dụng tình cảm giữa huynh đệ họ. Ngươi câm miệng lại cho ta. Không tới phiên ngươi nói chuyện. Thì dù các người biết cũng không coi là muộn. Ít nhất trước khi các ngươi chết có thể gặp nhau một lần. Ngươi, Cao Hướng Thiện, niệm tình chúng tôi đi theo ông nhiều năm, làm cho ông biết bao nhiêu chuyện. Ông tha cho họ đi. Mạng của tôi, ông cứ lấy đi. Dựa vào ngươi còn dám đến nói điều kiện với ta? Cao Hướng Thiện, tên đại ác nhân này, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cao lão gia, tôi cầu xin ông tha cho họ đi. Tha cho họ đi. Hữu Dực, tại sao huynh không trở tay? Hắn đã phế võ công của ta rồi. Cái gì? Cao Hướng Thiện, lão tặc này. Hữu Dực ca, Hữu Dực, Hữu Dực ca, dựa vào các ngươi cũng không nghĩ cho kỹ thắng được ta sao? Tạ Phi, Hữu Dực ta không phải người tham sống sợ chết. Để phải tin ta. Hữu Dực ca, huynh đừng nói gì cả. Để tin huynh, huynh nhất định phải ráng lên. Người phản bội ta nhất định sẽ có kết cục này. Cao Hướng Thiện, ngươi không sợ trời trừng phạt sao? Trời phạt, ông trời cũng giúp cho ta. Tạ Phi, Tạ Phi, đừng đấu với hắn nữa. Ba chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu.
Dù sao cũng chết, đệ phải chết chung với hắn. Đừng tả phi, đệ không thể chết. Ta ở bên đệ bao nhiêu năm nay chính là muốn đệ sống. Đệ không thể chết một cách oan uổng. Hủ Dực Ca, mối thù giết cha, đệ không thể không trả. Tả phi, tả phi. Hủ Dực. Tả phi.